Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Chương trình thời sự ngày hôm nay xin được gửi tới quý vị và các bạn một số nội dung đáng chú ý sau đây. Cụm thi đua số 1, ngành tổ chức xây dựng Đảng gồm 14 tỉnh thành ủy khu vực phía Bắc tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Bộ Ngoại giao tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc với chủ đề tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế của các địa phương. Song song với sự vào cuộc nhanh chóng kịp thời truy vết khi có ca dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng, Viện Mường Tè tuyên truyền người dân cần thực hiện thông điệp 5K, đó là khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung và khai báo y tế. Ngày hội văn hóa dân tộc Mông toàn quốc lần thứ 3 tại tỉnh Lai Châu năm 2021. Ngày hội văn hóa dân tộc Mông lần thứ 3 năm 2021 quy mô toàn quốc với sự tham gia của 14 tỉnh được tổ chức tại Lai Châu từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 12 là một sự kiện văn hóa quy mô lớn đáp ứng nguyện vọng của đồng bào dân tộc Mông tại các địa phương nói riêng, của đồng bào các dân tộc đang sinh sống tại tỉnh Lai Châu và các tỉnh bạn nói chung. Được giao lưu xây dựng tình đoàn kết và giới thiệu những nét bản sắc trong văn hóa dân tộc Mông trên mọi miền cả nước với nhiều hoạt động. Chương trình nghệ thuật đặc sắc tại lễ khai mạc, các hoạt động văn hóa nghệ thuật quần chúng trong khuôn khổ ngày hội, các hoạt động triển lãm văn hóa du lịch ẩm thực, thi đấu các môn thể thao, trưng bày quảng bá sản phẩm OCOP. Ngày hội văn hóa dân tộc Mông toàn quốc lần thứ 3 tại tỉnh Lai Châu năm 2021. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 13 tháng 12, tại thành phố Lai Châu, cụm thi đua số 1 ngành tổ chức xây dựng Đảng gồm 14 tỉnh thành ủy khu vực phía Bắc đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Lê Văn Lương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự hội nghị, đồng chí Lê Thị Hường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đồng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các ban tổ chức tỉnh ủy, thành ủy trong cụm thi đua số 1. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Lương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đánh giá cao hoạt động của cụm thi đua số 1, ngành tổ chức xây dựng Đảng trong năm qua. Việc có nhiều nét tương đồng về điều kiện tự nhiên, kinh tế, văn hóa, xã hội, con người là những điều kiện thuận lợi để các tỉnh trong cụm gắn bó, giao lưu học hỏi. Hội nghị là dịp để đánh giá kết quả thi đua trong năm và giao lưu trao đổi kinh nghiệm, cùng tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, đề ra các giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tổ chức xây dựng Đảng. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn thời gian tới, tỉnh Lai Châu sẽ nhận được sự quan tâm giúp đỡ và học hỏi được nhiều kinh nghiệm trong công tác tổ chức xây dựng Đảng từ các tỉnh thành ủy khác trong cụm để phát huy hơn nữa kết quả đạt được, góp phần xây dựng tỉnh Lai Châu ngày càng phát triển. Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung bàn những giải pháp khắc phục tồn tại hạn chế và thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022. Đó là bám sát sự lãnh đạo của Trung ương và các tỉnh ủy, thành ủy, sự phối hợp của các cấp các ngành để tham mưu cấp ủy cụ thể hóa thành chương trình kế hoạch phù hợp với tình hình đặc điểm của đơn vị mình. Tiếp tục tăng cường quán triệt triển khai các văn bản về công tác thi đua khen thưởng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về nhận thức và hành động, đổi mới và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, tham mưu cấp ủy lãnh đạo chỉ đạo và triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Hội nghị đã tiến hành suy tôn các tập thể, cá nhân tiêu biểu của cụm năm 2021. Theo đó, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lai Châu được cụm suy tôn nhận cờ thi đua năm 2021, 5 tập thể, 13 cá nhân được đề nghị nhận bằng khen của Ban Tổ chức Trung ương. Vâng, thưa quý vị và bạn, vào với năm 2021 với vai trò là cụm trưởng cụm thi đua số 1 ngành tổ chức xây dựng Đảng thì tỉnh Lai Châu đã có nhiều kết quả tích cực trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Sức chiến đấu của tổ chức đảng, của đảng viên được nâng cao. Tại hội nghị này, thì các đại biểu đã thông qua và ký giao ước thi đua của cụm thi đua số 1, bầu và giới thiệu tỉnh Yên Bái là cụm trưởng năm 2022, đồng thời thống nhất kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa và các công trình dân sinh và trao kinh phí hỗ trợ cho 3 tỉnh gồm Lào Cai, Thái Nguyên và Lai Châu. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 13 tháng 12, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã diễn ra hội nghị tổng kết công tác quân sự quốc phòng địa phương năm 2021. Dự hội nghị có Thiếu tướng Nguyễn Đăng Khải, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Quân khu 2, đồng chí Tống Thanh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh và Đại tá Nguyễn Minh Kỳ, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy tỉnh, đồng chủ trì hội nghị.
Năm 2021, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân khu, tỉnh ủy, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, sở, ban ngành với cấp ủy chính quyền địa phương và sự nỗ lực của lực lượng vũ trang, tỉnh Lai Châu đã hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ công tác quân sự quốc phòng năm 2021, góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Hội nghị tổng kết công tác quân sự quốc phòng địa phương là dịp để đánh giá những kết quả tỉnh Lai Châu đã đạt được trong chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác quốc phòng địa phương năm 2021, đồng thời chỉ ra những tồn tại hạn chế, nguyên nhân và phương hướng giải pháp khắc phục để tiếp tục thực hiện tốt công tác quân sự quốc phòng năm 2022. Sáng ngày 13 tháng 12, Bộ Ngoại giao tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc với chủ đề Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế của các địa phương. Đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, dự và chủ trì tại điểm cầu Trung ương. Dự hội nghị còn có lãnh đạo các bộ ngành liên quan, đại sứ quán các nước tại Việt Nam. Tại điểm cầu tỉnh Lai Châu, dự hội nghị có đồng chí Hà Trọng Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo một số sở ngành liên quan. Từ hội nghị ngoại vụ toàn quốc lần thứ 19 đến nay, công tác đối ngoại địa phương đã thu được nhiều kết quả quan trọng, đóng góp vào thành công chung của công tác đối ngoại cả nước, thiết thực phục vụ cho các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đại hội 13 của Đảng đã xác định rõ vị trí vai trò tiên phong của đối ngoại trong tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình ổn định, huy động các nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước, nâng cao vị thế và uy tín của đất nước. Văn kiện đại hội cũng chỉ rõ mục tiêu xây dựng nền ngoại giao toàn diện hiện tại với ba trụ cột là đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân. Do vậy, thời gian tới công tác ngoại giao cần đẩy mạnh và phát huy vai trò của ngoại giao kinh tế trong đối ngoại địa phương, tiếp nối những thành công trong ngoại giao vaccine, ngoại giao kinh tế, sẽ là chất xúc tác quan trọng cho các địa phương trong khôi phục sản xuất kinh doanh, thúc đẩy phục hồi, đẩy mạnh các nội hàm phù hợp với xu hướng phát triển chung của thế giới, đáp ứng chúng và đúng với nhu cầu nguyện vọng của các địa phương như phát triển kinh tế số, thương mại điện tử, nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng sạch, chú trọng khai thác các lợi thế sẵn có của địa phương, đồng thời tiếp tục tìm kiếm mở rộng thị trường mới, có nhiều tiềm năng cho sản phẩm của các địa phương, kêu gọi sự chung tay của cộng đồng quốc tế trong thực hiện các mục tiêu phát triển bao trùm và bền vững. Trọng tâm là mở rộng thị trường, xúc tiến đầu tư, tranh thủ nguồn ngoại lực để vượt qua các khó khăn do tác động của đại dịch COVID-19, hướng tới phục hồi toàn diện phát triển. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay trên địa bàn huyện Mường Tè đã xuất hiện ca dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng đầu tiên. Ngay sau khi có kết quả dương tính, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 huyện đã họp khẩn cấp qua phần mềm Zoom Cloud Meeting để chỉ đạo các cơ quan chức năng triển khai thần tốc truy vết và các giải pháp khống chế dịch bệnh không để lây lan ra diện rộng. Sau đây là phản ánh chi tiết của phóng viên thời sự tại địa bàn. Theo thông tin từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Mường Tè, vào khoảng 10 giờ 10 phút ngày 12 tháng 12 năm 2021, theo kết quả test nhanh COVID-19 trên địa bàn của huyện Mường Tè, ghi nhận một trường hợp nghi nhiễm COVID-19. Theo đó, công dân LCL có địa chỉ thường trú tại khu 7 thị trấn Mường Tè, sau 3 lần test nhanh đều cho kết quả dương tính. Trước khi về địa bàn, công dân LCL cư trú tại ký túc xá của Trường Đại học Y Hà Nội. Ngay sau khi nhận thông tin, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện đã tổ chức họp khẩn, đồng thời cử đội phản ứng nhanh phòng chống dịch của Trung tâm Y tế huyện đến địa bàn điều tra truy vết, lấy mẫu bệnh phẩm ngay trong đêm. Chúng tôi đã truy vết ngay, quá trình tổ chức thực hiện truy vết thì đã truy vết được 38 F1, 368 F2 và đang thực hiện tổng hợp các cái F3 tiếp xúc với F2. Riêng F1 thì chúng tôi đã thực hiện ngay cái biện pháp là cho cách ly tập trung. Toàn bộ số F1 qua test nhanh thì đều là âm tính. Trung tâm chỉ huy và ban chỉ đạo huyện đang thần tốc tổ chức chỉ đạo sáng nay tiến hành họp Zoom trực tiếp với các cơ quan đơn vị các thành viên để tập trung cho việc truy vết, không bỏ sót trường hợp nào, đặc biệt là F1, F2 và truy vết đến F3 để thực hiện việc theo dõi quản lý chặt chẽ. Quá trình tổ chức chỉ đạo thực hiện thì huyện cũng sẽ quyết tâm để quản lý chặt chẽ các cái F mà hiện nay đã truy vết được. Tại địa bàn nơi có công dân dương tính với COVID-19 đã được phong tỏa ngay tức khắc. Qua rà soát, điều tra truy vết có 33 F1 và trên 200 F2 có liên quan đến ca bệnh. Các F1 được đưa vào khu cách ly tập trung của huyện và các F2 thực hiện cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà theo đúng quy định của Bộ Y tế.
Cùng với đó tăng cường công tác tuyên truyền để người dân chủ động nâng cao ý thức thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định tại Nghị định số 117/2020 của Chính phủ. Các cái biện pháp chúng tôi, Ủy ban thị trấn đã làm là ngay khi nhận được thông tin thì chúng tôi đã phong tỏa diện hẹp khu vực cái công dân này sinh sống. Ở đây có hai cái ngõ, đường vào trường cấp 2 với trường nội trú thì chúng tôi đã phong tỏa và không cho người ra vào và làm các cái biện pháp phòng dịch đúng theo quy định và theo chỉ đạo của cấp trên. Có ca dương tính ở khu phố thì mình cũng đã chủ động phòng tránh, với cả tuân thủ theo cái biện pháp 5K. Mua hàng thì vẫn là mình nhắc nhở khách, ví dụ không đeo khẩu trang thì mình nhắc nhở khách đeo khẩu trang và giữ khoảng cách 2m an toàn. Song song với sự vào cuộc nhanh chóng, kịp thời và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của huyện, thì rất cần ý thức trách nhiệm của mỗi công dân trên địa bàn huyện về việc thực hiện 5K, bao gồm khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung và khai báo y tế. Thưa quý vị, không để dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng đến phục vụ khách hàng, đảm bảo hoạt động ngân hàng được an toàn, thông suốt, khơi thông và gia tăng các nguồn vốn của địa phương, hỗ trợ giải ngân giúp khách hàng, doanh nghiệp đang chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh, nhằm tạo việc làm, mở rộng sản xuất là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Agribank chi nhánh tỉnh Lai Châu ngay từ những tháng đầu năm 2021. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trong phóng sự ngay sau đây. Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 gắn với thực hiện có hiệu quả hoạt động kinh doanh, thời gian vừa qua, chi bộ Ngân hàng Nông nghiệp chi nhánh tỉnh Lai Châu đã quán triệt tới các cán bộ đảng viên, nhân viên, người lao động các văn bản chỉ đạo của cấp trên về thực hiện mục tiêu kép, chỉ đạo các chi nhánh phòng giao dịch triển khai thực hiện nghiêm túc các giải pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định của Bộ Y tế. Thì chúng tôi đã họp lại ban cấp ủy, rồi ban giám đốc, rồi thành lập ra các ban chỉ đạo từ tuyến tỉnh cho tới các tuyến huyện để thực hiện mục tiêu kép là vừa phát triển hoạt động kinh doanh bình thường, vừa có thể là phòng chống COVID một cách là triệt để và tối ưu nhất, đảm bảo cái hoạt động mà kinh doanh được diễn ra một cách bình thường. Thì với cái ban chỉ đạo được thành lập thì các tuyến huyện đã thực hiện các chương trình mà của phòng chống COVID của huyện và bám sát vào nhân dân trên địa bàn, đồng thời là có thể đưa ra các kế hoạch mà làm việc luân phiên để đảm bảo lúc nào cũng trong tinh thần là chủ động nhất. Tại các chi nhánh phòng giao dịch các huyện, thành phố, song song với việc quán triệt tinh thần phòng chống dịch gắn với thực hiện kinh doanh, thì việc trang bị máy đo thân nhiệt, khẩu trang, nước sát khuẩn, bàn ghi thông tin khách hàng đến giao dịch được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc. Ngay tại cửa vào, bố trí nhân viên thực hiện ghi thông tin, hướng dẫn khách hàng thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trước khi vào quầy giao dịch. Cán bộ nhân viên trực tiếp làm việc tại quầy giao dịch thực hiện việc đeo khẩu trang, nhắc nhở khách hàng trong quá trình tiếp xúc giao dịch thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch. Và để đảm bảo trong công tác phòng chống dịch COVID thì trong chi nhánh thì cũng có phân công cán bộ là giao dịch luân phiên và về công tác chuyên môn nghiệp vụ thì trong thời gian dịch COVID thì vẫn diễn biến phức tạp. Thì về phía chi bộ phối hợp cùng với chuyên môn thì cũng đã làm sao phải đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch của cấp trên giao. Trong tình hình đang diễn ra dịch COVID thì Agribank chi nhánh Phong Thổ chúng tôi trong cái mảng giao dịch hàng ngày thì chúng tôi luôn tuân thủ theo quy tắc 5K. Đối với giao dịch viên thì thực hiện đeo khẩu trang. Đối với khách hàng thì chúng tôi phục vụ khẩu trang tại nơi giao dịch rồi nước sát khuẩn tay, hướng dẫn khách hàng khi thực hiện giao dịch và có bộ phận là đo nhiệt độ khi thực hiện vào giao dịch. Cũng khuyến cáo với khách hàng về các bệnh liên quan qua đường COVID, rồi cũng có những biển cảnh báo và hỗ trợ để phục vụ cho quá trình giao dịch an toàn cho giao dịch viên cũng như khách hàng. Nhờ thực hiện tốt mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa đảm bảo các chỉ tiêu đề ra trong kinh doanh, đến nay, tổng nguồn vốn huy động toàn chi nhánh tăng trưởng tốt đạt trên 6.000 tỷ đồng. Tổng dư nợ cho vay đạt gần 6.000 tỷ đồng. Thời gian tới, chi bộ Ngân hàng Nông nghiệp chi nhánh tỉnh Lai Châu tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch và triển khai đồng bộ các chương trình cho vay để đạt kết quả cao nhất, góp phần giúp cho người dân tiếp cận được nguồn vốn để phát triển sản xuất kinh doanh. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc huyện Phong Thổ đã khởi động xây dựng kế hoạch triển khai các chương trình hành động tham gia xây dựng nông thôn mới. Trong đó thì đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nâng cao nhận thức cho người dân
về ý nghĩa cũng như là tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường, góp phần thay đổi diện mạo các thôn bản, khu dân cư. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Dọn vệ sinh tại bản Hủy Lỏng, xã Khổng Lào có sự tham gia của đông đảo người dân và là hoạt động thường xuyên được bản thực hiện 2 lần mỗi tháng. Với vai trò đi đầu, các tổ chức đoàn thể trong bản đã huy động được sự tham gia của đông đảo tầng lớp nhân dân, góp phần giữ gìn môi trường trong bản luôn sạch đẹp. Ở bản em thì một tháng thì sẽ dọn vệ sinh 2 lần. Dọn vệ sinh là bọn em tuyên truyền đến bà con nhân dân là để làm sạch làng bản của mình, giữ gìn vệ sinh môi trường, để làng bản của mình sạch xanh, sạch đẹp hơn ạ. Khổng Lào là một trong những xã nông thôn mới của huyện Phong Thổ. Những năm qua, các phong trào do Mặt trận Tổ quốc các cấp phát động luôn nhận được sự hưởng ứng tham gia tích cực của bà con nhân dân. Đến nay, 10 trên 10 bản đều thành lập được các tổ tự quản, tích cực thực hiện các phong trào, trong đó có phong trào giữ gìn vệ sinh môi trường tại các thôn bản. Thường xuyên là xây dựng kế hoạch để phối hợp cùng với các ban ngành đoàn thể của xã để mà có kế hoạch theo tháng để mà vào vận động tuyên truyền bà con để về quét dọn vệ sinh môi trường. Một tháng là từ 2 đến 3 lần đấy, trong một tháng. Kết hợp để tuyên truyền cho bà con là làm sao mà giữ gìn vệ sinh. Thứ nhất là làng bản, thứ hai là làm sạch về môi trường xung quanh nhà mình để không bị ô nhiễm môi trường. Và là càng ngày là tinh thần của bà con, là bây giờ nhận thức của bà con là càng ngày càng tự giác hơn đấy, trong việc quét dọn vệ sinh. Trên địa bàn huyện Phong Thổ, những năm qua phát huy vai trò tập hợp khối đại đoàn kết Mặt trận Tổ quốc đã cùng với các tổ chức đoàn thể tích cực trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia các phong trào, trong đó phong trào chung tay bảo vệ môi trường gắn với xây dựng nông thôn mới luôn nhận được sự hưởng ứng tích cực của người dân. Các mô hình bảo vệ môi trường tại các xã, thôn bản, khu dân cư hoạt động hiệu quả, góp phần giữ gìn cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp. Cái vệ sinh môi trường đây cũng là một cái vấn đề khó khăn trong công tác, trong 19 tiêu chí mà cần phải thực hiện. Thì hàng năm chúng tôi cũng trên cơ sở đó chúng tôi thấy rằng là có những cái khó khăn trong quá trình thực hiện, nên chúng tôi cũng đã chỉ đạo cũng như là tuyên truyền phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương để tổ chức tốt cái quy ước công ước của bà con nhân dân trong quá trình thực hiện. Trong quá trình tổng kết thì chúng tôi thấy rằng cái quy ước công ước hiện nay thì là đối với một số địa phương mà đã không còn phù hợp thì yêu cầu để họ có thể điều chỉnh lại phù hợp với thực tế của từng địa phương cơ quan mình. Trên cơ sở mà huyện, sau khi huyện đã ký ban hành thì để áp dụng các quy ước công ước vào trong xây dựng các nông thôn mới ở địa phương là một cái mà rất là hiệu quả. Có thể thấy Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội từ tỉnh đến cơ sở đã và đang phát huy hiệu quả vai trò nòng cốt trong tuyên truyền vận động nhân dân tham gia bảo vệ môi trường, qua đó góp phần lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng, tạo lập môi trường sống an toàn, sạch đẹp. Thưa quý vị, những năm qua được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, cùng với sự hỗ trợ của các cơ quan đơn vị doanh nghiệp, nhiều con đường nông thôn đã được hoàn thành, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc đi lại, giao thương hàng hóa. Tuy nhiên, tại nhiều địa phương, giao thông vẫn chưa được thuận lợi, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội. Phản ánh chi tiết của phóng viên thời sự tại bản Nậm Béo, xã Pu Sam Cáp, huyện Sìn Hồ, nơi mà đường giao thông vào bản vẫn chưa được bê tông. Và đây cũng là trăn trở của cấp ủy chính quyền và mong muốn có đường giao thông thuận lợi cho các hộ dân nơi đây. Nậm Béo là bản khó khăn nhất của xã Pu Sam Cáp, huyện Sìn Hồ, với tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Nhiều năm nay, đường giao thông từ trục đường chính dẫn vào bản vẫn là đường đất đỏ, đầy sỏi đá, gồ ghề, nên càng khó khăn cho việc giao thương hàng hóa, phát triển kinh tế cho 97 hộ dân ở nơi đây. Mặc dù từ chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế, đoạn đường dài 9 km nối từ đường trục chính đi các xã lên bản đã được mở từ năm 2014, nhưng do chưa được đầu tư bê tông hóa, hàng ngày tuyến đường này lại phải đón nhiều lượt xe tải đi lại để cung ứng hàng hóa, vật liệu xây dựng cho bà con nhân dân, nên nay mặt đường đã xuất hiện nhiều ổ voi, ổ gà, khiến cho việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Vâng, hiện tại là bây giờ là cái đường trục chính của bản Nậm Béo của chúng ta thì cái tuyến đường của bạn đến cái đường nhựa và cái bản Nậm Háng bên kia là chưa đổ bê tông về giờ nhựa thì đi lại hay khó khăn với cho bà con. Để muốn phát triển kinh tế cho bà con thì phải có đưa cái đường giao thông đi lại tiện cho bà con. Bởi ví dụ là đi làm ngu là thóc là chẳng hạn là muốn đi bán đấy thì mới giấy cho bà con về phát triển kinh tế được cho bà con.
Hàng ngày, người dân ở nơi đây chở nông sản qua lại trên tuyến đường cũng phải di chuyển rất chậm để tránh xảy ra các tình trạng ngã, đổ xe. Hàng ngày chúng tôi đi lại thì đường này rất là khó, nắng mưa đi cũng khó, mà chở cỏi chở rau lở các loại cũng đi lại cũng khó cho bà con đi dưới ngã nọ kia thì đau chân, bị tai nạn nọ kia, muốn cầu nhà nước để hỗ trợ và liệu cho làn đường cho dân bà con đi lại nó dễ đi. Có đường bê tông hóa kiên cố sẽ mở ra nhiều thuận lợi trong việc phát triển kinh tế xã hội. Cán bộ chính quyền sẽ thuận lợi hơn trong việc phổ biến tiến bộ khoa học kỹ thuật đến với bà con nhân dân, cũng như là việc giao thương trao đổi hàng hóa, nông sản được dễ dàng và thuận lợi hơn. Mong muốn của người dân cũng đang là nỗi trăn trở của cấp ủy chính quyền địa phương nơi đây. Cho đến thời điểm này thì cái đường này thì nó chưa được đủ bê tông cứng hóa, cho nên là chỉ đường đất, nên là nó rất là khó khăn cho cái đường cho cái việc đi lại của bà con nhân dân và chợ vật liệu lên trên là để xây dựng các cái công trình cũng như là nông thôn mới và cái đường nội đồng và để xây dựng nhà cửa cho bà con nhân dân thì rất là khó khăn. Thì cái mong muốn của bà con nhân dân thì cũng mong muốn rằng nhà nước cần sướng để có cái nguồn vốn để đầu tư đủ bê tông hoặc là nhựa để ổn định cho bà con nhân dân đi lại. Hiện nay người dân bản Nậm Béo luôn mong chờ một con đường bê tông kiên cố để có thể thuận lợi hơn trong giao thương hàng hóa, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Và mong rằng với sự quan tâm hỗ trợ của chính quyền các cấp, các ngành, những con đường mới kiên cố sẽ sớm được mở trên các bản làng. Thời gian qua, các cấp các ngành, các lực lượng tuyến đầu, thành viên ban chỉ đạo, trung tâm chỉ huy phòng chống dịch bệnh các cấp và hệ thống chính trị đã quán triệt thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về phòng chống dịch với tinh thần là chủ động và rất quyết liệt. Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành hướng dẫn thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Thành lập đoàn cán bộ y tế của tỉnh tham gia hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương phòng chống dịch 3 đợt với tổng số là 96 cán bộ y tế. Chỉ đạo hỗ trợ cho một số lao động của tỉnh đang gặp khó khăn tại tỉnh Bình Dương. Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng chỉ đạo tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng chống dịch COVID-19 đảm bảo an toàn hiệu quả. Đến nay, số người đã được tiêm ít nhất là một liều vaccine đạt hơn 96% so với dân số từ 18 tuổi trở lên. Số người được tiêm hai mũi đạt hơn 85% so với dân số từ 18 tuổi trở lên. Triển khai tiêm chủng cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi đạt trên 72% công dân từ 12 đến 17 tuổi có mặt trên địa bàn. Từ đầu năm đến nay, các cơ quan chức năng và lực lượng quản lý thị trường huyện Phong Thổ đã kiểm tra được 118 cơ sở sản xuất kinh doanh hàng hóa trên địa bàn huyện. Trong đó phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính 19 cơ sở sản xuất kinh doanh hàng hóa có hành vi vi phạm về giá, vi phạm an toàn thực phẩm, vi phạm hàng giả, thu nộp ngân sách trên 53,5 triệu đồng. Để đảm bảo bình ổn hàng hóa dịp cuối năm, nhất là Tết Nguyên đán, đảm bảo sức khỏe cho người dân, huyện Phong Thổ đang chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với đội quản lý thị trường số 4 tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, nhất là các mặt hàng thiết yếu như xăng dầu, muối, hàng hóa thực phẩm để mang đến sự yên tâm cho người tiêu dùng. Thực hiện luật ngân sách nhà nước năm 2019, huyện Tam Đường đã nhanh chóng xây dựng kế hoạch trình Hội đồng nhân dân danh mục dự kiến đầu tư công năm 2022, nguồn vốn ngân sách địa phương quản lý. Căn cứ vào kế hoạch nguồn vốn được tỉnh phân cấp cho địa phương, dự kiến năm 2022, huyện Tam Đường có trên 20,565 tỷ đồng cho phân bổ nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung và 7 tỷ đồng cho phân bổ nguồn vốn từ nguồn thu sử dụng đất năm 2022. Theo đó, năm 2022, huyện sẽ có 18 công trình dự án được bố trí vốn đầu tư công, trong đó có 10 công trình chuyển tiếp, 8 công trình khởi công mới và kinh phí thực hiện công tác đo đạc, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quy hoạch sử dụng đất và công tác kiểm kê đất đai trên địa bàn. Hiện nay, các dự án công trình này đã và đang được các đơn vị liên quan của huyện Tam Đường gấp rút hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy định, sớm tiến hành khởi công vào đầu năm 2022. Thông tin vừa rồi cũng khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Vâng, chương trình cũng được chúng tôi đăng tải trên kênh YouTube và trên trang fanpage chính thức của đài có địa chỉ Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Quý vị có thể đăng ký, chia sẻ và theo dõi tại hai địa chỉ trên.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình thời sự lần sau.